Dạ, xin chào tất cả mọi người. Cho anh chị làm trong lĩnh vực sinh hóa lý kiểm nghiệm xét nghiệm vi sinh thì mọi người hãy xem hết clip của em ha. Vì bây giờ em giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà nó có thể cải thiện được năng suất trong công việc của mọi người cũng như là không mất quá nhiều thời gian và quá nhiều chi phí trong công việc. Đó là nồi hấp tiệt trùng Malabe được sản xuất tại Nhật Bản và hầu như hết các công ty dược lớn ở Việt Nam đang tin tưởng dùng rất là nhiều. Vì bên trong nồi hấp tiệt trùng Malabe được trang bị những công nghệ kỹ thuật giúp cho việc gia nhiệt chính xác và độ bền cao. Sau đây em giới thiệu với mọi người một model nồi hấp tiệt trùng Malabe mà được đánh giá cao bởi những công ty dược và hiện tại đang có sẵn ở công ty Hoa Việt, đó là CL32L với dung tích là 50 lít. Thì mọi người thấy ở đây á là một cái khung bằng kim loại được sơn tĩnh điện màu xám rất là chắc chắn, và cái ốp nắp và ốp bàn phím được làm bằng nhựa ABS chống ăn vòng và chịu nhiệt cao. Mọi người thấy ở bên trong nồi hấp tiệt trùng Malabe được trang bị một con điện trở với công suất lớn giúp cho việc gia nhiệt nhanh hơn cũng như là không mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra ALB còn trang bị chúng ta một cái gỗ bằng kim loại để chúng ta đựng mẫu. Cảm biến áp suất thông minh, chủ động xả áp khi cơ mẫu sinh ra, cảnh báo quá nhiệt. Ngoài ra nồi hấp tiệt trùng ALB còn trang bị chúng ta một công nghệ gia nhiệt bằng PID, kiểm tra nhiệt độ bằng thực toán, mà khó có người dùng nào quan tâm đến công nghệ gia nhiệt này. Vì vậy khi sử dụng nồi hấp tiệt trùng ALB thì mọi người hãy yên tâm về độ chính xác và độ bền của ALB. Ngoài ra các tính năng hay của ALB mà khó có dòng sản phẩm nào qua được, đó chính là hiệu chỉnh được nhiệt độ tại điểm nhiệt cần sử dụng. Mình đánh giá cao ALB ở cái điểm này và có thể đặt thêm nhiều cảm biến nhiệt độ bên trong lồng hấp và xuất dữ liệu ra bàn máy in trên thang máy, đó là cái option mà mọi người chọn thêm khi đặt hàng. Ngoài ra nồi hấp tiệt trùng ALB còn có tính năng ủ ấm từ 40 đến 60 độ C trong vòng 48 giờ sấy khô tự động. Đó là cái model CL S và DB có tính năng sấy khô. Thì tất cả các quá trình tiệt trùng đến sấy khô được thực hiện hoàn toàn tự động, vì có mọi người chỉ cần chọn chế độ cho nước cho mẫu vào, quá trình sẽ được tự động hóa hoàn toàn cho đến khi lấy mẫu ra. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip giới thiệu về dòng sản phẩm nồi hấp tiệt trùng ALB của em. Thì hiện tại nồi hấp tiệt trùng ALB được công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa Việt kinh doanh và phân phối trực tiếp. Ngoài nồi hấp tiệt trùng ALB ra, công ty Hóa Việt còn kinh doanh một số dòng sản phẩm như là Binder, Vitlab, Intersun. Đó là những dòng sản phẩm dụng cụ có độ chính xác và độ bền cao, hiện tại được các công ty lớn hàng đầu trên thế giới tại Việt Nam đang tin tưởng dùng rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em. Nếu mọi người có nhu cầu sử dụng thiết bị cũng như là thắc mắc về những dòng sản phẩm mà Hóa Việt đang kinh doanh thì hãy liên hệ với số điện thoại là 028 397 89666 thì sẽ được tư vấn hỗ trợ tận tình. Cảm ơn mọi người.